Từ những lời dạy của sư ông Làng Mai, chuỗi bài về lượng cả bao dung, nhẫn ba la mật. Bài thứ tư, lượng cả bao dung trong chấp nhận và chuyển hóa bất ý, bệnh nạn, oan khiên. Cả nhà mình thân mến, ở bài thứ ba, chúng ta đã hiểu rằng chỉ có thực hành thật sâu và thật miên mật cái nhẫn suốt thế gian mới cho chúng ta một sự an lạc và giải thoát rốt ráo. Chứ chúng ta không nên chỉ dừng lại ở nhẫn theo thế gian, nhẫn mà thấy mình phải nghiến răng chịu khổ thì biết chắc rằng cái nhẫn của thế gian thế nào cũng chỉ đến một giới hạn nào đó, mà những bài khảo của cuộc đời rồi sẽ lần lượt đến với ta như để thử thách ta đến cực hạn. Những phương pháp chi tiết của nhẫn suốt thế gian sẽ được sư ông Làng Mai lần lượt hướng dẫn trong bài thứ tư này, mà chúng mình xin được trích lược những ý quan trọng nhất từ chuỗi bài dạy của sư ông về đề tài lớn, lượng cả bao dung, nhẫn ba la mật. Chúng ta cùng nhau tiếp tục học nhé! Hiệu ứng mũi tên thứ hai. Khi một người bị trúng tên, người đó sẽ cảm thấy bị đau nhất. Nhưng giả dụ có một mũi tên thứ hai được bắn tới và trúng ngay đúng chỗ mũi tên đầu, thì nạn nhân của hai mũi tên không phải cảm thấy đau nhức gấp hai lần, mà có thể đau nhức gấp trăm lần. Đức Phật nói, khi có một sự đau nhức trong cơ thể, chúng ta phải thực tập như thế nào để thấy rằng nó chỉ là một sự đau nhức của cơ thể mà thôi, và ta thấy được tầm vóc chính xác của sự đau nhức đó, đừng đánh giá nó một cách sai lầm. Nói như vậy có nghĩa là khi có một sự đau nhức ở trong cơ thể, ta phải quan sát cho kỹ để thấy đó chỉ là một sự đau nhức trong cơ thể có giới hạn của nó thôi, và đừng tưởng tượng rằng sự đau nhức đó quá trầm trọng. Tưởng tượng như vậy ta sẽ lo lắng, và khi chúng ta hoảng sợ, tức là mũi tên thứ hai đã lao tới, đã cắm vào chỗ của mũi tên thứ nhất, và sự đau nhức đó sẽ tăng lên gấp trăm lần. Đức Phật dạy, đừng để cho mũi tên thứ hai này bay tới. Khi có một khổ đau nào đó, ta phải biết nhận diện tầm quan trọng của nó và đừng cường điệu, đừng tưởng tượng. Mũi tên thứ hai có thể là sự giận dữ hay sự oán hờn. Ta có thể oán trách những người khác, ta có thể oán trời trách đất, là tại sao ta phải là người gánh chịu cái bệnh đó mà không phải là một người khác. Thường thường chúng ta hay nghĩ là những loại bệnh nan y thì người khác mới bị, chứ tại sao mình lại bị? Người khác bị thì ta chấp nhận được, còn khi ta bị thì đó là vô lý, là không đúng, là bất công, là không thể chấp nhận được. Cái khuynh hướng suy nghĩ như vậy có mặt trong tất cả mọi người. Các chứng bệnh như tai nạn xe hơi, nước, lửa, bão tố, v.v. Những cái đó chỉ có thể xảy ra cho ai đó khác thôi. Điều đó chứng tỏ rằng ta không thấy được rằng ta đang mang trong ta đủ bốn thứ bệnh cũng như tất cả mọi người khác. Ai cũng có thể bị bệnh và có thể bệnh ấy sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào. Đó là một sự thật đơn giản. Người nào, trẻ hay già, cũng có thể bị bệnh và có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Chúng ta phải học chấp nhận chuyện đó. Đó gọi là chịu. Vì không chấp nhận được nên khi bị bệnh ta mới phản kháng, mới nổi giận, mới oán trời trách đất. Vì không có trí tuệ nên ta mới không chấp nhận được cái chuyện có thân thì có bệnh. Người có trí tuệ và có quán chiếu chấp nhận được sự thật một cách dễ dàng. Người không có trí tuệ và không có quán chiếu thì tiếp tục lồng lộn phản kháng. Và sự đau khổ đó, sự bực bội đó hoặc sự thất chí đó chính là mũi tên thứ hai. Hố thẳm và đất liền. Khi có một nỗi đau nhức hay một chứng bệnh trong cơ thể, ta phải nhận diện nó và học phương cách để chấp nhận nó. Chấp nhận được thì chúng ta bắt đầu khỏe. Đó là điều kiện nền tảng để chúng ta có thể đi tới, ôm lấy nó và chuyển hóa nó. Có nhiều người ở trong chúng ta nghĩ rằng cái mà họ cần nhất là sức khỏe, một sức khỏe toàn hảo. Khi ta cầu nguyện Đức Phật hay cầu nguyện Chúa, chúng ta muốn Chúa hay Phật sẽ cho chúng ta một sức khỏe toàn hảo. Nhưng đó không phải là một lời cầu nguyện được soi sáng bởi trí tuệ. Tại vì cái gọi là sức khỏe toàn hảo ấy
không bao giờ có mặt, là cái không thể có. Chúng ta phải học sống với cái bệnh của chúng ta, phải làm hòa với cái bệnh của chúng ta và phải ôm lấy cái bệnh của chúng ta. Đó gọi là nhẫn. Nhẫn là ôm lấy một cách vui vẻ, chấp nhận và chịu đựng. Sở dĩ chúng ta còn sống ở đây là vì hồi còn bé, chúng ta đã bệnh lên bệnh xuống liên miên, hết cơn bệnh này tới cơn bệnh kia. Chính nhờ em bé bệnh lên bệnh xuống như vậy thì cơ thể em mới phát sinh ra được khả năng chống cự với những con virus, vi khuẩn, với những loại nấm độc, v.v. Nếu em bé không trải qua những cơn bệnh như vậy thì em bé không có khỏe mạnh được như bây giờ chúng ta thấy. Thành ra chúng ta phải học để chấp nhận cái bệnh và phải ôm lấy cái bệnh của chúng ta, phải sống an lạc và hòa bình với nó. Bệnh của quý vị, cho dù là bệnh ruột, bệnh tim, bệnh nhức mỏi, bệnh thận hay bệnh tiểu đường cũng vậy, quý vị phải chấp nhận nó và phải ôm lấy nó. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy, người phàm phu chưa được học Phật Pháp không có khả năng đối phó với cái đau khổ của họ. Trong đại dương có một cái hố sâu thăm thẳm không có đáy. Hố sâu thăm thẳm không đáy đó tượng trưng cho cái khổ. Cái khổ có thể là không có đáy. Trong kinh, Đức Phật có dạy, cơ thể của chúng ta giống như bầu hư không. Và trong bầu hư không đó có nhiều loại gió thổi tới, gió đông, nam, tây và bắc. Có những ngọn gió mang theo các bụi rất nóng, có những ngọn gió mang theo hơi lạnh căm căm, có những ngọn gió làm cho mình nóng điên lên và có những ngọn gió làm cho mình mát mẻ. Cơ thể của mình là không gian và những cảm thọ khác nhau là những luồng gió thổi trong bầu không gian cơ thể ấy của chúng ta. Đức Phật cũng dạy rằng cơ thể của chúng ta giống như một quán trọ có đủ thứ người, người dễ thương, người dễ ghét, người giàu, người nghèo, v.v. từ tứ phương tới, lưu trú một thời gian rồi sẽ ra đi. Cơ thể của chúng ta cũng là nơi mà mọi loại cảm thọ có thể xảy ra. Trong đại dương mênh mông có một cái hố thẳm không đáy. Đại dương đó là cơ thể của chúng ta, là con người chúng ta. Cái hố sâu thăm thẳm đó được tượng trưng cho cái khổ của chúng ta. Kẻ phàm phu, người không biết chánh pháp và không biết tu tập thì rất sợ hãi khổ đau. Đối với họ, khổ đau là hố sâu thăm thẳm. Họ không nghĩ rằng họ có thể chịu đựng được. Nhưng người có trí, biết tu tập, biết quán chiếu và biết thực tập nhẫn ba la mật thì sẽ cảm thấy mình đang đứng trên đất liền mà không phải là đang đứng trong đại dương hay đứng trên bờ vực của hố thẳm khổ đau. Vì vậy, khi thực tập nhẫn ba la mật, chúng ta sẽ có cảm tưởng an toàn là chúng ta đứng trên đất liền chứ không phải đứng trong hố thẳm của đại dương khổ đau. Khi ta thực tập thì trái tim của ta rộng mở, tri giác của ta rộng mở và ta có thể mỉm cười với tất cả mọi nỗi khổ đau, ta bao trùm được hết. Nếu ta khổ đau quá, nếu ta không chịu đựng được thì ta sẽ phải muốn tự kết liễu đời mình. Vì ta chưa có cái lượng của bậc thánh nhân, của các vị Bồ Tát và của các vị Phật. Vì trái tim của ta chưa có dung tích lớn như vậy, nên ta phải tu tập để cho cái thấy cũng như là trái tim của chúng ta dần lớn lên. Ta phải làm như Đức Phật, trái tim của ta phải ôm được thái hư và trí giác của ta phải bao trùm đại thiên thế giới. Nếu chúng ta hắt vào dòng sông mênh mông một chậu nước dơ, thì nước của dòng sông ấy vẫn có thể trong và ta vẫn có thể lấy nước sông uống được như bình thường. Tại vì dòng sông mênh mông quá, nó dung chứa được cái chậu nước dơ đó và chuyển hóa được nó một cách rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta đổ chậu nước dơ đó vào trong một cái thùng nước hay trong lu nước trước nhà chúng ta, thì chắc chắn là lu nước đó ta không thể uống được nữa. Tại vì cái lu nước đó nhỏ quá mà nước trong lu ít quá. Dòng sông mênh mông đã ôm lấy chậu nước dơ và chỉ trong vòng 1-2 giờ đồng hồ đã làm cho nước dơ đó chuyển hóa. Tất cả những cái dơ lặn xuống đất, dưới đáy sông, trộn lẫn với đất, với cát và nước của nó trở thành ra trong trở lại. Dòng sông đâu có làm cái gì nhiều đâu. Ấy vậy mà, chậu nước dơ chúng ta đổ vào dòng sông tự nhiên biến thành nước trong,
là tại vì đất ở dưới dòng sông rất lớn và nước trong dòng sông rất nhiều. Đức Phật và Bồ Tát cũng vậy, cho nên quý vị không cần phải cắn răng chịu đựng. Chỉ có những người trong phạm vi thế gian mới phải cắn răng chịu đựng, đó gọi là nhẫn thế gian. Còn khi trái tim của mình đã lớn, khi tâm lượng của mình đã trở nên vĩ đại, thì mình đâu cần phải cắn răng chịu đựng nữa, đó gọi là nhẫn xuất thế gian. Chúng ta biết rằng, đè nén và chịu đựng một hồi thì chúng ta cũng sẽ bùng nổ. Cho nên phương pháp nhẫn thế gian không đáng để cho chúng ta học theo. Chúng ta phải học theo nhẫn xuất thế gian. Trái tim của chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta dung nạp càng dễ chừng đó. Mà dung nạp được một hồi thì sẽ có chuyển hóa. Chúng ta hãy bắt chước dòng sông, tập nhìn bằng con mắt không hẹp hòi, không khắt khe, tập nhìn bằng con mắt độ lượng và bao dung, thì chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Nhẫn nhục ở đây không đòi hỏi một sự cắn răng chịu đựng, vì nhẫn xuất thế gian rất khác với nhẫn thế gian. Khi mình nói, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn nghe đến tên anh nữa, tôi muốn anh ra khỏi cuộc đời tôi, vân vân, là chúng ta đang làm ngược lại với tinh thần đựng. Chúng ta chỉ muốn đổ ra ngoài. Ta nghĩ rằng người đó đã làm cho ta đau khổ, ta không chịu đựng nổi và ta quyết tâm đẩy người đó ra ngoài trái tim của ta. Ngay cả cái ý định đẩy người đó ra ngoài trái tim của mình đã là một nguyên do của khổ đau rồi. Trái tim của Đức Phật là trái tim có dung lượng rất lớn. Phật không muốn đẩy ai, bỏ ai ra ngoài dung lượng của trái tim ấy cả. Nếu ta không có khả năng đựng, không có khả năng ôm lấy một người em, một người anh, một người chị, đó là vì tại sao? Tại vì trái tim ta chưa đủ lớn. Trái tim ta chưa lớn là tại vì sao? Là tại vì ta còn ngu si, tại vì ta không thực tập quán chiếu, ta không biết rằng người đó chính là ta và người đó cần ta. Ta vẫn coi người đó là kẻ thù và đó là nguyên do của đau khổ trong ta. Khi ta nhìn người bằng con mắt khắt khe, khi ta nói với người bằng những lời trách cứ, khi ta làm khổ họ bằng những cử chỉ, những lời nói và những ánh mắt của ta, tức là ta đang không có khả năng ôm, ta không có khả năng đựng. Sự thực tập của ta là phải quán chiếu để có thể ôm, có thể chịu, đó là nhẫn nhục ba la mật. Khi một tai nạn hay một khổ đau xảy đến cho ta, ta thường hay có khuynh hướng nghĩ rằng ta đang là nạn nhân của sự bất công. Tại sao người kia không bị như vậy mà ta lại bị như vậy? Tại sao người đó được thương mà ta lại không được thương? Tại sao người đó không có bệnh mà ta lại bị bệnh? Vân vân. Ta thấy ta là nạn nhân của một sự bất công. Sự bất công đó có thể đến từ xã hội hay do Thượng Đế đưa tới. Đó cũng là vô minh. Chính vô minh đã làm cho chúng ta đau khổ. Tất cả chỉ là những phép thử. Có khi chúng ta tự hỏi, tại sao mình phải gánh chịu cái tai nạn này? Tại sao mình lại bị bệnh nan y này? Tại sao mình lại bị khuyết tật từ ngay khi cha mẹ sinh mình ra? Tại sao con mình mới sanh ra mới có 2 tuổi thôi đã bị bệnh nan y? Vân vân. Có rất nhiều trường hợp ta không thể nào hiểu được. Không hiểu tại sao những người ăn hiền ở lành mà lại gặp phải những tai nạn ghê gớm như vậy. Nhìn vào xã hội, vào loài người, vào hoàn cảnh xung quanh để tìm ra một lý do và một nẻo thoát, người ta không tìm ra được. Và vì vậy người ta phải ngửa mặt lên trời để hỏi. Vương bà nghe bấy nhiêu lời, tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. Trích truyện Kiều Nguyễn Du. Trời là cái hướng duy nhất còn lại để mình có thể vạch ra mà kêu oan. Còn ở bên đạo Công giáo, trong kinh Cựu Ước có một thi phẩm rất hay, đó là The Book of Job, tạm dịch là quyển sách về ông Job. Job là một con người hạnh phúc, một ông nhà giàu, có hàng ngàn con bò, con cừu và những đứa con xinh đẹp, lại có một địa vị lớn ở trong xã hội. Người ta nói rằng ông Job rất kính trọng, rất nghe lời và sợ hãi Thượng Đế và có niềm tin nơi Thượng Đế một cách vững chãi. Một hôm,
vì quỷ Satan xuất hiện nơi thượng giới và muốn đưa ra thử thách cho ông Job, một con người ở thế gian được cho là có niềm tin vững chãi nơi Thượng Đế như vậy. Thượng Đế trả lời, thì ông cứ thử đi, nhưng ông đừng động tới sinh mạng của người đó. Hôm ấy, trong khi ông Job đang ngồi trong phòng khách ấm cúng của mình, thì có một người đầy tớ về báo lại rằng tất cả những con trâu, bò, lạc đà và cừu của ông ta đều đã chết hết. Mấy đứa con gái yêu quý của ông đi ăn đám giỗ ở nhà đứa em út cũng bị tai nạn chết hết rồi. Lúc bấy giờ, ông Job chắp tay lại, nói, nếu những cái này xảy ra, thì đó là tại vì có lý do sâu sắc nào đó mà mình chưa hiểu. Và ông hoàn toàn không trách móc, không lên án Thượng Đế. Thế là Satan bị thất bại. Satan đi lên trên thiên đình một lần nữa và nói với Thượng Đế là tại vì mình chưa chạm vào con người của ông ta, nếu chạm vào người ông ta thì có lẽ ông ta sẽ trách móc và oán hờn Thượng Đế chứ. Hãy cho tôi thử đi, nếu tôi không thử thì làm sao ta biết được sự trung kiên ấy là có hay là không có thật. Thượng Đế chịu thua, Ngài bảo Satan rằng như vậy thì ta cho phép ông thử, nhưng đừng làm cho người đó chết. Lần này Satan bắt ông Job phải đau những thứ bệnh rất ngặt nghèo, cả người đều bị lở lói, không di chuyển được, chỉ nằm một đống, đau khổ vô cùng. Sự sản thì đã tan nát, các con đều chết cả rồi, bây giờ thân hình mình bị tật bệnh rất nặng. Lúc đó ông Job mới mở miệng ra nguyền rủa, nhưng không phải nguyền rủa Thượng Đế, mà là nguyền rủa cái ngày sinh của mình, nguyền rủa cái huyền ước của mình. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để cho tôi phải khổ như ngày hôm nay? Tại sao tôi phải sinh ra để gánh chịu tất cả những đau khổ này? Lúc đó có bốn người bạn của ông Job tới thăm. Thấy ông đau khổ như vậy, họ cũng không biết làm gì cả. Sau đó họ bắt đầu nói chuyện với Job rằng có lẽ trong quá khứ mình cũng đã có gây tạo những tội lỗi nào đó mà mình không biết, cho nên bây giờ mình mới phải gánh chịu những khổ đau cùng cực như vậy. Nhưng mà ông Job không chịu chấp nhận. Ông nói, tôi chưa từng gây tạo một khổ đau hay một tội lỗi nào hết. Tôi đã sống theo đường lối của Thượng Đế đã dạy. Tôi chưa làm điều gì thất đức, thì tại sao tôi phải gánh chịu những tai ương như thế này? Tôi không nguyền rủa Thượng Đế, nhưng tôi không thể nào không nguyền rủa cái ngày sinh của tôi. Người bạn cuối cùng an ủi không được mới nói, đau khổ cần thiết cho con người. Có lẽ đau khổ giúp cho ta học một bài học của sự sống, và ta sẽ lớn lên từ sự đau khổ đó. Nhưng mà ông Job cũng không vừa ý. Cuối cùng thì Thượng Đế xuất hiện trong tiếng gió, và Thượng Đế nói, cái ngày mà ta tạo thiên lập địa, có mặt của ngươi ở đó hay không? Ai thắp mặt trời lên buổi sáng, ai thắp mặt trăng lên buổi chiều, có mặt ngươi ở đó không? Có nhiều cái mà ngươi chưa biết. Và ông Job nhận ra rằng quả thật có nhiều cái mà mình không biết. Chính sự chấp nhận có những cái mà mình chưa biết đó đã làm cho ông bớt đau khổ. Và ông Job quỳ xuống để hối lỗi. Lúc đó Thượng Đế hoàn trả lại cho ông tất cả những gì mà ông đã mất, nào lạc đà, nào ngựa, nào trâu, nào bò, nào con cái, vân vân. Tác phẩm này là một tác phẩm thi ca rất nổi tiếng ở trong Thánh Kinh. Còn chúng ta thì thông qua tác phẩm này nhận ra một phép ẩn dụ sâu sắc rằng tất cả những khổ đau trên đời mà ta có thể gánh chịu có thể chỉ là những phép thử mà thôi. Cha ăn mặn, con khát nước. Ở trong Đạo Phật, khi được hỏi tại sao những người ác độc vẫn sống phây phây và những người nhân từ có thể chịu khổ đau, có nhiều vị Pháp sư đã trả lời, đó là tại vì những con người đang đau khổ ấy, tuy bây giờ hiền lành, nhưng trong kiếp trước đã làm những điều dữ. Nếu có những người dữ đang sống phây phây bây giờ, là vì trong kiếp trước họ đã biết làm điều lành. Nói như vậy để chúng ta có thể chấp nhận được khổ đau của chúng ta. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết những cái nhân của kiếp trước mình gây ra tốt hay không, thì mình chỉ cần nhìn vào những kết quả mà mình thu nhận trong đời sống ngày hôm nay. Nếu mình bây giờ có hạnh phúc,
được đoàn tụ gia đình, có công ăn việc làm đàng hoàng, thiên hạ đối xử với mình tử tế, mình không bị bệnh tật, là tại vì sao? Nhìn vào những cái mà mình thọ hưởng ngày hôm nay, mình biết ngày xưa mình đã gây ra những cái nhân tốt. Còn nếu nhìn vào những cái khổ đau trong đời sống bây giờ, mình biết rằng tại vì trong quá khứ, ở trong đời trước, mình đã làm những việc ác đức. Nếu muốn biết đời sau mình có được hạnh phúc hay không, nếu muốn biết cái quả đời vị lai, thì mình chỉ cần nhìn vào những hành động của ngày hôm nay. Kim sinh tác giả thị là những cái gì mình tạo tác ra trong đời sống hiện tại. Nếu trong đời này mình làm những chuyện thất đức, thì kiếp sau mình sẽ khổ đau, mình sẽ lãnh đủ. Đó là cách giải thích cho những người quá đau khổ để họ có thể chấp nhận được số phận của họ. Lối giải thích đó tuy cũng đúng với luật nhân quả, nhưng chỉ đúng có một phần thôi. Tại sao? Cố nhiên, theo luật nhân quả thì trồng ngô thì hái ngô, trồng đậu thì hái đậu, gieo gió thì gặt bão. Vậy tại sao lại không nói là đúng hết mà chỉ nói là đúng một phần? Đúng một phần là tại vì lối giải thích về nhân quả này nó còn vướng vào ý niệm ngã, tức là cái tôi riêng biệt. Vì vậy, lối giải thích ấy chưa phải là nhân quả đích thực của Đạo Phật. Đạo lý nhân quả đích thực của Đạo Phật phải đi đôi với giáo lý vô ngã. Khi ta hiểu được giáo lý vô ngã, thì theo nguyên lý vô ngã, khi ta hiểu được giáo lý nhân quả trong ánh sáng của vô ngã, thì lúc đó ta mới bắt đầu hiểu được thực sự tại sao cha ăn mặn mà con lại khát nước. Tại vì việc cha ăn mặn mà con khát nước cũng cùng là một sự thật. Người này làm mà người kia chịu, như vậy nó có phải là một điều trái chống với lý nhân quả hay không? Không, nó không trái chống với lý nhân quả. Nó đúng là lý nhân quả trong đạo lý vô ngã, tại vì cha với con không phải là hai thực thể riêng biệt. Cha với con cùng chung một dòng sinh mạng. Vì vậy cho nên những điều gì mà cha ông ta làm ngày xưa, bây giờ ta sẽ tiếp tục thừa hưởng hoặc lãnh đủ. Có thể ta không biết, nhưng mỗi khi ta hút một điếu thuốc hay uống một ly rượu, thì hành động này chắc chắn là có tác động tới cháu chắt của ta trong nhiều đời về sau. Khi được thừa hưởng một cơ thể lành mạnh không có bệnh tật, chúng ta đừng nói rằng cái đó là chỉ do kiếp trước ta đã trồng những nhân tốt, cho nên trong kiếp này ta được thừa hưởng một thân thể lành mạnh không có tật bệnh. Có những em bé mới sinh ra đã có một cái cơ thể bèo nhèo rất tội nghiệp. Trong sự thật, cha ăn mặn, con khát nước, vừa có lý nhân quả, vừa có lý vô ngã. Nếu ngày hôm nay ta được thừa hưởng một cơ thể lành mạnh không bệnh tật, thì ta biết rằng đó là nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ ông nội, nhờ bà nội, ông ngoại, bà ngoại và những thế hệ khác đã sống như thế nào, đã giữ gìn cơ thể của họ như thế nào, nên hôm nay ta mới có được cơ thể như thế này. Vì vậy không phải chỉ có ta gieo hạt ở trong quá khứ, mà ông cha chúng ta cũng đã gieo hạt trong quá khứ. Như vậy cũng có nghĩa là ông cha ta, tức là ta, ta là sự tiếp nối của ông cha. Đây là đạo lý vô ngã. Cho nên khi gánh chịu một khổ đau, ta phải thấy rằng cái khổ đau này là ta đang gánh chịu cho cả dòng họ, cho cả những cộng đồng lớn hơn mà ta thuộc về. Khi thấy như vậy thì ta sẽ đỡ đau khổ đi nhiều lắm. Và trong khi gánh chịu, ta có thể có rất nhiều nghị lực và nhiều niềm vui, vì ta đang gánh chịu với tình thương và trách nhiệm của một thành phần trong dòng sinh mạng. Một ví dụ như thế này: trong khi lau chùi nhà vệ sinh thì một vị sư chú sẽ biết rằng sư em của mình đang nói pháp thoại trên thiền đường. Tuy vậy, sư chú vẫn lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh một cách rất hạnh phúc và thấy rằng việc lau dọn nhà vệ sinh là một việc rất là cao cả, quan trọng không thua gì việc nói pháp thoại. Sư chú biết rằng nhờ sư chú đang lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh thì sư em mới có cơ hội để nói pháp thoại. Như vậy, việc lau dọn nhà vệ sinh cũng là một hình thức nói pháp thoại. Trong khi sư em mình nói pháp thoại có lợi lạc cho sư em và cho những người khác,
thì sư chú lau dọn nhà vệ sinh cũng có rất nhiều lợi lạc và cũng đem lợi lạc này cho rất nhiều người. Vì vậy, không có sự kỳ thị giữa việc lau dọn nhà vệ sinh và việc nói pháp thoại, đó là vô ngã. Ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Âm vẫn đóng vai trò của một người đệ tử. Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca cũng có thể làm chuyện đó. Có thể trong một hoàn cảnh khác, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đóng vai trò của một bậc chúng trung tôn và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đóng vai trò của một người đệ tử. Tất cả đều là thị hiện. Thị hiện trong tuệ giác rằng tôi với anh không phải là hai thực thể. Anh làm chuyện này, tôi làm chuyện khác. Anh vo gạo, tôi rửa bát, tất cả đều mầu nhiệm như nhau. Vì vậy cho nên, dù ngồi trên pháp tọa hay đang làm vua, thì mình cũng không thấy mình bị tách rời ra khỏi những thực thể khác ở xung quanh mình. Vì vậy, mình có khả năng hạnh phúc, và nếu cần đau khổ thì mình cũng có thể chấp nhận được. Tại vì mình đang gánh chịu cho anh mình, cho chị mình, cho em mình, cho cộng đồng, cho dòng họ của mình. Đó là nhẫn. Nhẫn tức là có một trái tim rất lớn, có thể chứa đựng được những cái mà những trái tim khác không thể chứa đựng. Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Đó là một câu chuyện ở trong truyện Quan Âm Thị Kính. Chứa đựng những cái không thể chứa đựng được, đó mới gọi là chân tu. Mà tại sao trái tim mình đã lớn lên được tới cái mức đó, có thể chứa đựng được tất cả những sự đau khổ, những sự bất công như thế? Đó là tại vì mình đã có dụng cụ của sự quán chiếu. Dụng cụ của sự quán chiếu ấy tháo tung được trái tim mình ra và làm cho trái tim mình có thể ôm trọn cả được thái hư tức vũ trụ này. Còn nếu không thì mình vẫn còn trách trời, trách đất, nguyền rủa thiên địa, nguyền rủa xã hội, nguyền rủa cha mẹ, nguyền rủa đủ thứ và mình sẽ tiếp tục đau khổ. Từ các bài giảng của sư ông Làng Mai. Từ Quỳnh Hương và Mê Quy Team. Cả nhà mình thân mến, những nguyên lý thực sự rất sâu sắc, rất thuyết phục và đủ sức chạm, đủ để cho chúng ta tập thực hành sâu và rộng hơn, để qua đó chúng ta dần buông xuống được sự nhẫn nhịn theo phương pháp đè nén cảm xúc của thế gian và dịch chuyển dần sang hướng hiểu sâu, thương lớn. Đó chính là sự kỳ diệu của nhẫn xuất thế gian, tức nhẫn ba la mật vậy. Vậy thì sau khi học xong bài của ngày hôm nay, trong những ngày cuối cùng của năm cũ này, chúng ta sẽ cùng ngẫm ngộ, tập thực hành ngay, quán chiếu mọi việc theo hướng nhẫn xuất thế gian, nhẫn ba la mật, để mỗi ngày đưa dần chúng ta đến sự an lạc, bình ổn và vững vàng. Dẫu xung quanh ta những bài khảo có khắc nghiệt đến độ nào, cả nhà mình nhé. Gửi niềm lành cho tất cả. Ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.